Ngày hôm nay xin phép được trao đổi với các bạn một cái chủ đề mà khá là gần gũi với các bác sĩ lâm sàng của chúng ta, đó là vấn đề về mày đay, cho tiếp cận chẩn đoán và điều trị mày đay. Nên mày đay là một cái vấn đề nó khá là thông thường, một cái vấn đề dị ứng rất là thông thường. Tuy nhiên là các bác sĩ ở hầu như các chuyên ngành đều có thể tiếp cận và gặp phải cái tình huống mày đay trong thực hành lâm sàng. Đấy. Thế thì hôm nay xin phép là được trao đổi một chút về một cái số vấn đề cơ bản nhất liên quan đến vấn đề này. Thế hy vọng là sau khi cái bài trao đổi này các bạn có thể sẽ tự tin hơn khi mà tiếp cận với trường hợp mày đay khó. Mặc dù đa số mày đay là dễ, tuy nhiên một số trường hợp mày đay nó tương đối là khó khăn, gây lúng túng cho các bác sĩ trong thực hành lâm sàng. Về mặt thuật ngữ thì mày đay trong tiếng Anh nó có tiếng Anh là urticaria, còn tiếng Việt mình gọi là mày đay hoặc là mề đay. Đấy thì về mặt thuật ngữ thì urticaria thì bắt nguồn từ cái chữ urtica, tức là cái tâm tiếng Anh nó cái cây tầm ma, đây là một cái loại cây mà cái nhựa của nó gây ngứa và rát bỏng trên da khi nó chạm vào da. Còn ở trong từ tiếng Latin thì cái từ urticaria nó bắt nguồn từ cái chữ urere, tức là gây bỏng, bỏng rát. Còn trong tiếng Việt mình dịch ra mày đay thì nó hàm nhiều ý nghĩa, trong đó được cho nhiều nhất nó là ám chỉ cái mày của cây đay, tức là cái phấn của cây đay đấy. Cái dạng của cây đay nó khi nó tiếp xúc với da nó tự gây ra bản cảm giác nóng rát và đỏ và ngứa, giống như một hiện tượng mày đay. Ngoài ra một số tác giả dùng từ mề đay, thì có lẽ được cho là xuất phát từ cái từ tiếng Pháp, tiếng Anh có là medal, tức là cái huy hiệu, vì cái hình nốt mày đay nó giống như cái huy hiệu. Mày đay là gì? Thì theo định nghĩa của hội Diễn miễn dịch lâm sàng châu Âu năm 2018 thì mày đay nó sẽ xuất hiện nhanh vào các cái sản phụ với ba cái đặc trưng. Thứ nhất là sưng nề lan tỏa từ trung tâm ra tuyến ngoại vi với cái hình dáng kích thước khác nhau. Và nó thường nó có cuồng đỏ bao quanh, ở giữa thì thường nhạt màu hơn. Các bạn lưu ý sần phù đây, tức là một cái tình trạng phù nề lan tỏa ở vùng hạ bì, ở vùng trung bì sâu và vùng hạ bì, do tình trạng thoát dịch chứ không phải do tổn thương thành mạch, do thoát dịch thôi. Và đặc điểm thứ hai của mày đây là thường có ngứa, thông thường là ngứa và đôi khi là có cảm giác rát bỏng, và mày đây thường tự biến mất và không để lại dấu vết gì trong vòng 24 giờ, thông thường chỉ trong vòng 2 đến 4 tiếng với một cái mày đây thực sự. Nếu chỉ tồn tại khoảng 2 đến 4 tiếng nó sẽ tự biến mất và nó chạy chuyển sang vị trí khác. Vì dịch tễ học thì mày đay có thể gặp ở mọi nhóm tuổi, trong nó cao nhất là nhóm tuổi từ 20 cho tới 40 tuổi. Ở trẻ em thường gặp mày đay cấp, còn người lớn thì thường gặp mày đay mạn tính. Và độ lưu hành của mày đay vào khoảng tức là rất cao, khoảng từ 15 cho tới 23%, trong đó thì phần lớn là mày đay cấp, mày đay mạn chiếm khoảng 0,5 cho tới 3%. Và 40 đến 50% mày đay là kết hợp với lại phù mạch hay còn gọi là phù quinh ấy. Hai cái thể dị ứng thường gặp nhất ở ngoài da và niêm mạc. Về phân loại và nguyên nhân của mày đay thì trước tiên là người ta dựa vào cái tổn thương, tức là cái thời gian tồn tại của một cái tổn thương da đơn lẻ của mày đay. Người ta chia hai nhóm, mà có tổn thương da mà đơn lẻ mà dưới 24 tiếng làm cái mày đay thực sự đấy, mày đay hôm nay chúng ta đề cập tới. Thế còn một cái tổn thương da mà kéo dài, một tổn thương đơn lẻ trên da kéo dài trên 24 tiếng, thậm chí kéo dài nhiều ngày thì nó thuộc vào nhóm mày đay viêm mạch, tức mày đay do tổn thương thành mạch. Còn một cái mày thực sự là một cái mày đay mà do tăng tinh tấm thành mạch, do thoát mạch thôi, chứ không phải do không có tổn thương thành mạch. Và cái mày đay chúng ta nói từ hôm nay đó là cái mày đay do phủ mạch, tức là do thoát mạch. Thế thì theo thời gian diễn biến ta chia hai nhóm, nếu diễn biến kéo dài dưới 6 tuần thì được gọi là mày đay cấp tính. Và thời gian kéo dài trên 6 tuần thì được gọi là mày đay mạn tính với ít nhất 2 lần một tuần. Thế các nguyên nhân của mày đay cấp tính thì rất là phong phú, tùy thuộc hầu như mọi nguyên nhân đều có thể gây ra mày đay cấp tính. Thường gặp nhất là do thuốc, do thức ăn, do bụi nhà, phấn hoa, do các chế phẩm máu, rồi là do côn trùng đốt, hoặc là nhiều trường hợp là không xác định được nguyên nhân là mày đay vô căn. Thế còn nhóm thứ hai, nhóm mày đay mạn tính, nhóm này thì chia làm hai yếu tố theo như cái phân loại của Hội Dị ứng miễn dịch lâm sàng châu Âu và Tổ chức Dị ứng thế giới, thì chia làm hai nhóm lớn, đó là nhóm mày đay có yếu tố kích phát và mày đay tự phát, tức là tự xuất hiện không có yếu tố kích phát đặc hiệu. Cái nhóm có yếu tố kích phát thì thường gặp nhất là có ba cái nhóm yếu tố kích phát. Đầu tiên là nhóm các yếu tố vật lý, ví dụ như là do yếu tố cơ học thì trứng vẽ nổi da, mày đay do cholinergic, tức là do tăng nhiệt, thân nhiệt của cơ thể, mày đay do lạnh, do nóng, do hơi nước ấy, do vận động, do áp lực, do tì đè cọ sát, do ánh nắng mặt trời. Thứ hai là cái nhóm mày đay mà được kích phát bởi các cái loại thuốc, hoặc là do thức ăn, hoặc do bia rượu. Và thứ ba là nhóm mày đay kích phát bởi các cái stress của tâm lý.
Nhóm thứ hai là nhóm máy bay tự phát thì gồm có hai nhóm chính, là nhóm có nguyên nhân, có căn nguyên và nhóm vô căn. Trong đó thì chúng ta biết là trong cái máy bay mạng tính thì chiếm tới 80-90% là nhóm máy bay tự phát này. Thế và trong cái nhóm 80-90% cái nhóm tự phát này thì phần lớn là nhóm vô căn. Đây là cái nhóm mà có căn nguyên được chia làm hai nhóm chính. Đó là nhóm máy bay tự miễn dịch chiếm phần lớn, và nhóm thứ hai nhóm máy bay liên quan tới nhiễm trùng. Ví dụ như là liên quan đến viêm gan B, viêm gan C, liên quan đến Helicobacter pylori, tức là viêm HP đấy. Hoặc là một cái số cái máy bay liên quan tới các cái vi khuẩn nội bào. Đó là một cái phân loại và cái nguyên nhân. Về cơ chế sinh bệnh học của máy bay thì có ba cái nhóm cơ chế chính để gây ra máy bay. Thứ nhất là cái cơ chế phản vệ hay còn gọi cơ chế sinh tiếp 1. Đây là nguyên nhân chính gây ra máy bay tiếp 1, máy bay gọi máy bay cấp đấy. Thông thường nguyên nhân thông thường nhất là gây ra do thức ăn, do thuốc, do mạc bọ nhà, phấn hoa, hoặc là nọc côn trùng, thuốc côn trùng đốt, hoặc do ký sinh trùng. Nhóm nguyên nhân thứ hai là nguyên cơ chế theo cơ chế miễn dịch nhưng không thông qua IgE, tức là không phải theo cơ chế sinh tiếp 1. Thì nó có ba cái nhóm nguyên nhân trên ba nhóm cơ chế chính. Cơ chế đầu tiên là cơ chế tự miễn dịch. Chúng ta biết là khoảng 40-50% bệnh nhân máy bay tự miễn dịch là người ta phát hiện là các cái tự kháng thể kháng lại IgE, hoặc là tự kháng thể kháng lại các cái thụ thể của IgE trên màng tế bào mast, và khi nó kết hợp với các cái kháng nguyên của nó thì các tự kháng thể nó cũng gây phân hủy tế bào mast và gây ra các triệu chứng của máy bay giống hệt như là trong cái dính tiếp 1. Nhóm thứ hai là nhóm máy bay do cơ chế nhiễm khuẩn, và nhóm thứ ba là nhóm máy bay do cơ chế viêm mạch. Viêm mạch thì gây tổn thương thành mạch, và có lẽ đây là cái máy là nhóm mà cơ chế gây ra cái máy bay viêm mạch. Trong cái bài hôm nay cái phần viêm mạch, máy bay viêm mạch là không được đề cập tới nhiều, nó chỉ được điểm qua thôi. Và nhóm thứ ba nhóm cơ chế mà máy gây máy bay không thông qua cơ chế miễn dịch thì chủ yếu là gặp nhiều nhất là cơ chế giả phản vệ, ví dụ như là cơ chế đặc ứng hoặc cơ chế phá vỡ tế bào mast trực tiếp, hoặc là do yếu tố vật lý, yếu tố tiếp xúc vân vân. Đó là cơ chế mà không thông qua cơ chế miễn dịch. Đây là cái nhóm cơ chế khá là tạp, khá là phức tạp. Thế thì cái nhóm mà máy bay mà không theo cơ chế miễn dịch chỉ chiếu là gây ra do thuốc. Và những cái nhóm thuốc mà thường gặp nhất gây ra cái máy bay giả dị ứng, máy bay không theo cơ chế, máy bay giả dị ứng này thì chúng ta gặp nhiều nhất. Đó là thứ nhất là cái nhóm aspirin và chống viêm nông steroid. Chúng ta biết các thuốc này nó ức chế cái men cốc 1, signoxygenase 1. Và với việc ức chế cái men này thì nó sẽ làm thay đổi cái con đường chuyển hóa acid arginic từ việc sản xuất ra cái prostaglandin và nó thiết bảo vệ chuyển sang việc sản xuất ra các cái mediator tiền viêm, và đặc biệt là cái leukotriene, tức là một cái mediator gây ra cái phản ứng dị ứng. Ngoài ra thì một số thuốc nó gây phá vỡ các tế bào mast trực tiếp mà không thông qua chế miễn dịch, mà gây phóng thích ồ ạt các cái mediator của tế bào mast. Ví dụ như là thường gặp nhất là thuốc cản quang, rồi thuốc gây tê tại chỗ, rồi morphine, rồi các cái dẫn xuất thuốc viện như morphine hoặc codeine, và các loại dung dịch truyền acid amin, tức là cái đạm truyền đấy. Về tổn thương cơ bản, về lâm sàng tổn thương cơ bản của máy bay thì như nói trong phần định nghĩa, đây là cái sẩn phù màu thường có màu hồng nhạt, cái xung quanh thì thường có viền đỏ, ở giữa thì có màu nhạt màu hơn, hình thái kích thước hết sức đa dạng, có thể từ những cái nốt nhỏ giống như là đầu tăm cho tới những cái mảng to giống như hình bản đồ, và nó có thể phân bố rải rác từng đám hoặc là dày đặc khắp toàn thân. Đây là một số hình ảnh các máy bay, chúng ta nhìn hình thức và hình ảnh của máy bay nó hết sức là đa dạng, có thể từ những cái nốt rất là nhỏ giống như là cái ban dạng sởi, hoặc là những cái sẩn ngứa kích thước nhỏ thôi và màu đỏ sậm ít gồ trên mặt da, cho tới những trường hợp máy bay vằn vện như mà hình thì, tức là kích thước rất là lớn giống như bản đồ. Đây cái máy bay do chứng vẽ nổi da, cái máy bay yếu tố cơ học, chúng ta có thể lấy một cái vật tù đầu tù và chúng ta vẽ trên da được cái hình ảnh của cái máy bay theo cái hình vẽ của chúng ta. Hay đây là cái máy bay do lạnh, thì chúng ta áp lạnh của một cục đá lạnh, tiếp xúc cục đá lạnh xong ra xuất hiện một cái máy bay rất là điển hình đúng với tại vùng tiếp xúc. Hay đây là cái máy bay do tì đè cọ sát, do áp lực ấy, xuất hiện đúng máy bay ở cái cặp quần hoặc ở cái vai áo, cái máy bay do áp lực. Và đặc biệt là cái máy bay thông thường nó khác cái máy bay đó chúng ta gọi là cái máy bay viêm mạch, máy bay do tổn thương thành mạch. Thế đây là cái máy bay mà thường cái nốt tổn thương nó khá là màu sậm màu hơn, nhìn mắt thường thì có thể nó cũng tương đối giống với máy bay thông thường, tuy nhiên là nó thường nó ít ngứa hơn, nó tồn tại mỗi nốt tổn thương đơn lẻ thường tồn tại kéo dài quá 24 tiếng, và khi nó bay đi thì thay vì không để dấu vết như máy bay thường, nó thường để lại các cái rát thâm sẫm màu và mất nhiều ngày mới biến mất được. Ngoài ra như ở trên thì 40-50% các máy bay là kết hợp với phù mạch, và chúng ta thấy phù mạch tức là hay gọi phù quinh, tức là hình dạng phù nề ở vùng
vùng hạ bì hoặc là vùng vùng trung bì sâu đấy, mà chủ yếu ở các cái vùng lỏng lẻo, ví dụ như là môi, miệng, mắt, quay hốc mắt vân vân. Về triệu chứng cơ năng thì mày đay thì đặc trưng của mày đay là ngứa, ngứa nhiều, tăng khi gãi, khi trà sát. Ngoài ra khi tùy theo vị trí mọc nó có thể kèm theo các triệu chứng khác, ví dụ như nó mọc ở phía phế quản, đường thở nó gây khó thở trong bụng, trong niêm mạc, trong phúc mạc, nó gây đau bụng. Và trong não thì nó có thể gây chóng mặt, buồn nôn, đau đầu. Ngoài ra nó gây triệu chứng khác như mệt mỏi, sốt do mất ngủ, hoặc là mệt mỏi do mất ngủ, hoặc là thậm chí là sốt do nó giãn mạch. Hoặc là những cái mày đay mà do nhiễm khuẩn nó có thể kèm theo sốt. Và đặc biệt đặc trưng của mày đay là thường nặng lên về chiều tối và về đêm. Về thời gian diễn biến của mày đay thì nói chung hầu hết mày đay nó sẽ kéo dài, mày đay mạn, mày đay cấp như nói trên nó thường kéo dài dưới 6 tuần, còn mày đay mạn thường là nó thông thường nó sẽ kéo dài dưới 5 năm. Trong đó thì có khoảng 50% là kéo dài đến 6 tháng thôi. 20% kéo dài tới 3 năm và khoảng 20% thì kéo dài tới 5 năm. Và cá biệt có khoảng 2% bệnh nhân kéo dài thậm chí tới 25 năm, tức là kéo dài rất kéo dài bất chấp cả việc điều trị. Về chẩn đoán mày đay thì có hai vấn đề chính trong chẩn đoán mày đay, đó là chẩn đoán xem nó có phải là mày đay hay không. Và thứ hai chẩn đoán cái nguyên nhân của mày đay. Thế thì như một số cái khai thác tiền sử giống như là cái vấn đề quan trọng nhất trong chẩn đoán mày đay. Đấy, và những cái vấn đề chúng ta cần phải khai thác, ví dụ thứ nhất là cái thời điểm tần suất xuất hiện. Đấy. Và cũng như là cái thời gian xuất hiện, khoảng thời gian xuất hiện như tần suất thời điểm xuất hiện trong ngày. Nhưng chúng ta biết là mày đay thường xuất hiện vào chiều tối và đêm, trong khi bệnh nhân những người họ đi khám vào buổi sáng thì nhiều khi là chúng ta không nhìn thấy cái tổn thương, cho nên chúng ta phải khai thác rất là kỹ về cái thời điểm xuất hiện trong ngày như thế nào, giống như mày đay thường xuyên về chiều tối và đêm đó. Rồi là mỗi cái nốt tổn thương nó thành kéo dài mấy tiếng, tần suất xuất hiện ra làm sao. Đấy. Ngoài ra chúng ta nếu chúng ta không được nhìn trực tiếp vào mày đay, chúng ta còn khai thác về hình dạng kích thước, ví dụ như là nó phân bố nó từng xuất hiện ở đâu, thế rồi là kích thước nó to hay nó nhỏ, có ngứa nhiều hay không. Đấy. Các triệu chứng liên quan như là có ngứa nhiều hay không. Đấy. Thế rồi nó có sốt hay không. Đấy. Thế rồi là vì mày đay là có biểu hiện dị ứng, cho nên là chúng ta khai thác các kỹ tiền sử dị ứng cá nhân và gia đình của người bệnh. Ví dụ như một người bệnh nếu chúng ta không được nhìn thấy tổn thương, nhưng nếu một người bệnh mà tổn thương mô tả thì giống mày đay mà trên nền của bệnh nhân là có viêm mũi dị ứng, hoặc là tiền sử gia đình cũng có nhiều người bị mắc mày đay, thì hướng nhiều tới cái chẩn đoán mày đay do dị ứng. Đấy, và chúng ta cũng phải quan tâm tới cái yếu tố kích phát liên quan đến tình trạng mày đay của người bệnh. Ví dụ như là người bệnh có người bệnh người ta mô tả là cứ tiếp xúc với nóng mà người ta bị, bình thường thì không làm sao cả, hoặc cứ uống cái thuốc chống viêm giảm đau là người ta bị. Chúng ta phải quan tâm đến yếu tố kích phát đó để liên quan tới cái việc xử trí sau này. Rồi cũng hỏi về cái thói quen, cái sở thích của cái thói quen sinh hoạt của người bệnh, ví dụ hút thuốc lá, rồi là cái cuộc sống, ví dụ có stress tâm lý hay không. Đấy. Và đặc biệt một điều cũng cực kỳ quan trọng đó là phải hỏi về các cái thuốc đã dùng. Đấy, và cái đáp ứng điều trị, bởi vì chúng ta biết rồi là rất nhiều bệnh nhân mày đay đến với chúng ta là người ta không có biểu hiện trên da vì người ta uống thuốc chống dị ứng rồi. Đấy, và cái đặc điểm bệnh nhân thường mô tả đó là cứ uống thuốc vào thì đỡ, mà hết thuốc thì lại bị lại. Đó là cái đặc trưng, rất là đặc trưng của cơ bản của mày đay. Về test chẩn đoán thì chúng ta có thể thực hiện các, với trường hợp mày đay chúng ta có thể thực hiện các test định lượng IgE đặc hiệu hoặc là test da với các dị nguyên nghi ngờ. Thế tuy nhiên cần mấy cái điểm lưu ý. Thứ nhất là không thực hiện test da trong trường hợp mà đang có cơn dị ứng cấp tính, cũng như là không thực hiện test da nếu người bệnh mới sử dụng thuốc chống dị ứng trong vòng 7 ngày. Và việc đánh giá các kết quả test da cũng như là test IgE đặc hiệu còn phải căn cứ dựa trên cái khai thác tiền sử để tránh việc dương tính giả, vì chúng ta cũng biết rồi một người bệnh có thể là có mẫn cảm với rất nhiều các cái dị nguyên khác nhau. Đấy, thì chưa chắc những cái mẫn cảm những cái dị nguyên đó đã là nguyên nhân gây ra cái dị ứng của lần này. Đấy, thì chúng ta phải dựa trên khai thác tiền sử nữa. Còn tất nhiên nếu mà các cái kết quả test dị ứng mà nó âm tính thì có thể loại trừ nguyên nhân mày đây do cái nguyên nhân do dị nguyên đó rồi. Đấy, test thứ hai là test kích thích, đây là coi là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán nguyên nhân của mày đây. Đấy, vì tùy cái nguyên nhân chúng ta khai thác được dựa vào khai thác tiền sử, chúng ta có thể làm các test kích thích phù hợp. Ví dụ như là nếu mà nghĩ đến mày đay là do yếu tố vật lý, ví dụ bệnh nhân cứ gãi đi đâu, vết gãi đi đâu thì ra đúng cái hình của mày đay ở đấy, chúng ta nghĩ nhiều đến cái mày đay do yếu tố vật lý do cơ học ấy, thì chúng ta có thể dùng các cái đầu tù, ví dụ cái đầu bút chúng ta vạch trên da xem có nổi mày đay hay không, thường sau 15 đến 20 phút nó xuất hiện. Hay là nếu mà cái mày đay nghi ngờ do lạnh, chúng ta có thể dùng test đa áp đá lạnh, có thể nhìn thấy áp đá sau một thời gian bắt đầu xuất hiện các cái mày đay tại đúng cái vùng áp đá bên cái mày đay do lạnh. Một cái test thứ ba cũng rất quan trọng cho chẩn đoán mày đay, đó là test huyết thanh tự thân.
Tức là nôm na chúng ta hiểu đây là chúng ta lấy 50 lít máu cho chúng ta tách huyết thanh. Đấy, chúng ta ly tâm chúng ta tách huyết thanh, sau chúng ta đem ba cái huyết thanh chúng ta tiêm 0,05 chứ 0,1 ml tiêm vào dưới da. Sau đó sau 30 phút chúng ta đánh giá lại kết quả. Đấy, và đo cái đường kính của cái sẩn tại tim cho sẩn huyết thanh trừ đi cái đường kính mà của cái sẩn mà chứng âm tính bằng nước muối sinh lý đấy. Nên nếu như mà cái hiệu số này mà nó lớn hơn 1,5 ml thì có thể coi là test huyết thanh tự thân dương tính, và cái test huyết thanh tự thân dương tính này là một tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán, để xác định cái tính chất tự miễn dịch của mày đay, tự chẩn đoán mày đay tự miễn dịch. Bởi vì chúng ta cũng biết mày đay tự miễn dịch là một nhóm tương đối thường gặp, có biểu hiện thường là rầm rộ, thời gian diễn biến kéo dài, đòi hỏi điều trị khó khăn, điều trị đòi hỏi thuốc điều trị liều cao hơn. Đây là một kỹ thuật chẩn đoán tương đối là đơn giản, có thể thực hiện ở cả tuyến dưới, giá thành thì thấp, có độ nhạy độ tương đối tốt trong việc chẩn đoán mày đay tự miễn dịch. Và lưu ý là khoảng 50-60% bệnh nhân mày đay mạn tính là có cái test này dương tính. Đây là một cái test tương đối giá trị trong chẩn đoán mày đay mạn tính tự miễn. Nhóm xét nghiệm các cái tự kháng thể thì nói chung các xét nghiệm này không khuyến cáo làm sàng lọc thường quy. Xét nghiệm tự kháng thể cũng như xét nghiệm chức năng tuyến giáp thì mày đay mạn chúng ta không khuyến cáo làm thường quy. Chỉ khi mà chúng ta nghi ngờ có mày đay tự miễn dịch thì chúng ta làm một số các xét nghiệm vi lăng về tự miễn, ví dụ như làm kháng thể kháng nhân, ANA yếu tố dạng thấp. Đặc biệt là cái xét nghiệm về chức năng cũng như là các cái kháng thể kháng tuyến giáp như anti-TG hoặc anti-TPO. Và lưu ý là 25-30% bệnh nhân mày đay mạn là có kháng thể, có tự kháng thể kháng tuyến giáp. Vấn đề sinh tiết da thì nói chung là không được đặt ra với mày đay thông thường, nó chỉ là đặt ra nếu mà chúng ta nghi ngờ là mày đay tự miễn dịch, à mày đay viêm mạch, chúng ta sẽ thực hiện các cái sinh tiết da để chẩn đoán xác định. Đấy, ví dụ như bệnh nhân có biểu hiện nghi ngờ, ví dụ có dấu hiệu toàn thân như sốt cao, đau khớp này, thế rồi là các cái ban này tổ chức đơn lẻ kéo dài quá 24 tiếng này. Đấy, hoặc là kèm theo đó bệnh nhân có các ban xuất huyết khác. Đấy, thì chúng ta lưu ý đây là một số cái lựa chọn cho chẩn đoán mày đay và test lựa chọn đấy. Thì như nói ở trên rồi, ông gì đây các bạn tổng hợp lại thôi, thì các bạn chỉ cần lưu ý mấy điểm. Thứ nhất là mày đay cấp là không làm bất cứ test gì. Mày đay cấp chúng ta chỉ nếu chúng ta nghi ngờ là nhiễm khuẩn chúng ta làm số các bi lăng về nhiễm khuẩn thôi, công thức máu CRP vân vân, còn tất cả các test về dị ứng về tự miễn thì chúng ta không làm. Đối với mày đay cấp các kích thích cũng không làm gì cả. Với mày đay mạn tính vô căn thì chúng ta sẽ tùy theo tính chất của cái tổn thương thì chúng ta có thể làm. Về chẩn đoán phân biệt thì nói chung trong đa số các trường hợp thì mày đay là tương đối là dễ chẩn đoán. Đấy, nó rất là điển hình. Tuy nhiên một số trường hợp do cái tính chất là đa hình thái của mày đay, một số ít trường hợp mày đay nó tương đối là khó chẩn đoán và dễ nhầm lẫn. Các bạn cũng biết là trong cái vụ dịch mà sốt phát ban đấy, sốt xuất huyết đấy, thì rất nhiều trường hợp bị sốt xuất huyết hoặc sốt phát ban đã bị nhầm lẫn với mày đay. Đấy. Bởi vì chúng ta biết là cái mày đay nhiều khi trong trường hợp nó không có kích thước nó lớn, kích thước nó rất là nhỏ, nó cũng giống như là cái ban dạng sởi. Và nhiều khi những cái ban dạng sởi khác nó cũng gây ngứa, cho nên nó rất là dễ nhầm lẫn. Vậy thì một số cái chẩn đoán mà chúng ta cần phải phân biệt, ví dụ như cái vết đốt của côn trùng. Thường là vị trí khu trú ở một vị trí thôi. Và tiền sử có thể tìm thấy cái độ côn trùng đốt. Thứ hai là chẩn đoán phân biệt với hồng ban đa dạng. Hồng ban đa dạng trong trường hợp mà thể nhỏ đấy, thể nhẹ ấy, thường là nếu chúng ta nhìn kỹ chúng ta thường nhìn thấy những cái mụn nước nhỏ trên đầu giống dạng như hình bia bắn đấy. Đấy, còn trong trường hợp đấy thì chúng ta phải nếu trên để xem xét kỹ tổn thương này cũng không bị nhầm lẫn. Rồi các vẩy phấn hồng, hay các bệnh vẩy phấn hồng thì thường mỗi tổn thương nó sẽ tồn tại kéo dài trong nhiều ngày, thường nó sẽ ngứa rất là nhẹ, thêm màu hồng nhạt. Và thường là cái tổn thương vẩy phấn hồng thường nó sẽ hồng tương đối đồng đều, cái nốt thường hồng tương đối đồng đều. Rồi các ban đỏ như ở trên là do virus ấy, giống như các sốt phát ban, sốt xuất huyết là do các ban sốt phát ban khác, hoặc là ban do nấm, tổn thương da do nấm thì các bạn cũng biết rồi, nó cũng ở giữa thì nhạt màu, xung quanh thì có cái viền đỏ ấy, và cũng ngứa rất là nhiều. Tuy nhiên là tổn thương da do nấm thì thường nó sẽ tồn tại nhiều ngày, mỗi tổn thương đơn lẻ sẽ tồn tại nhiều ngày, khó bị nhầm lẫn này. Rồi chứng tăng tế bào mass thường gây ra một cái mày đay sắc tố màu vàng, cái đấy chúng ta cũng ít khi nhầm lẫn thôi, vâng vâng. Thế cũng giống như nhiều cái bệnh mạng tính khác thì mày đay mạng, cái việc mày đánh giá mày đay mạng chúng ta có thể đánh giá cái mức độ hoạt động của nó dựa vào gọi là điểm hoạt động của mày đay.
Thế cái điểm hoạt động của máy bay còn được viết tắt UAS nó sẽ dựa đánh giá dựa vào cái số nốt sẩn và cái mức độ ngứa. Và cái điểm UAS sẽ được bằng tổng điểm sẩn cộng với điểm ngứa như trên ấy, như cái bảng này. Thế và người ta sẽ tính cái tổng điểm trong vòng một tuần để đánh giá cái mức độ hoạt động của máy bay, bạn tính cái UAS 7 để đánh giá mức độ hoạt động tổng điểm trong vòng 7 ngày. Và được chia ra tùy theo cái mức độ, ví dụ như là UAS bằng 0 tức là bệnh, tức là không có sẩn, không có ngứa trong vòng 7 ngày đấy. Đấy. Thế còn UAS từ 1 cho đến 6 thì là cái bệnh máy tai nạn đã được, máy tai nạn tính tự phát đã được kiểm soát tốt này. Thế còn từ 7 cho đến 15 thế là máy tai nạn mà tính tự phát mức độ nhẹ thôi, ngứa nhưng mà không gây khó chịu và có tới 20 sẩn. Thế còn nếu mà nó từ 16 điểm tổng UAS 7 mà từ 16 cho đến 27 thì là mức độ trung bình, hoạt động mức độ trung bình và nó gây ngứa và gây khó chịu với dưới 50 sẩn trên một ngày. Thế còn là từ 28 cho đến 42 thì điểm cái máy đây bạn thấy tự phát rất nặng đấy, ngứa nặng và gây ra cái trên 50 sẩn mỗi ngày hoặc là các cái đám lớn. Tất nhiên là cái thông số, cái chỉ số này chúng ta biết là nó chỉ mang tính chất để phục vụ cho các nghiên cứu thôi, chứ còn thực tế lâm sàng rất là khó để chúng ta ngồi đếm các sẩn, nhất là cái sẩn máy đây nó có cái xuống là nó tập trung và nó nhập vào làm một, nên rất là khó để mà đánh giá, để mà tính được cái số sẩn. Nên cái này có thể áp dụng cho cái vấn đề nghiên cứu là chính. Về vấn đề điều trị thì có một cái vấn đề, trước khi mà đi vào vấn đề chính là vấn đề sử dụng thuốc thì chúng ta có mấy cái vấn đề chúng ta phải quan tâm. Trước tiên là vấn đề về điều trị đặc hiệu. Thì cái vấn đề quan trọng đầu tiên và hàng đầu trong điều trị máy đay cũng như trong các bệnh dị ứng khác đó là xác định và tránh tiếp xúc với các hoặc là loại bỏ các yếu tố gây bệnh hoặc các yếu tố làm nặng bệnh và yếu tố kích phát. Đấy, thì tùy theo các cái yếu tố kích phát chúng ta xác định được thông qua hỏi bệnh, có khai thác tiền sử để chúng ta tránh, chúng ta loại bỏ nó. Ví dụ như là nếu mà một cái máy đay mà do cái yếu tố vật lý thì chúng ta phải loại bỏ cái tiếp xúc với yếu tố đó, ví dụ như máy đay do tì đè cọ sát chẳng hạn. Đấy, do yếu tố do áp lực ấy, thì chúng ta phải tránh mặc quần áo chật, quần áo bó sát người. Đấy. Thế rồi là máy đay do nóng do lạnh thì chúng ta phải tránh nóng tránh lạnh, đúng không? Cái việc là đôi khi việc tránh những cái yếu tố kích phát này cũng là gặp nhiều khó khăn do cái yếu tố nghề nghiệp, do sinh hoạt của người bệnh. Thế còn trong trường hợp chúng ta xác định máy đay do yếu tố nhiễm khuẩn thì chúng ta phải xác định phải điều trị cái nhiễm khuẩn đó. Đấy. Tuy nhiên là các bạn cũng phải lưu ý trong cái thực hành lâm sàng đó là nhiều khi bệnh nhân đang có một cái máy đay cấp mức độ rất là nặng thì cái việc mà bác sĩ mà phải lựa chọn một cái kháng sinh để điều trị thì nó gây e ngại cho các người bác sĩ đó, người ta sợ là người ta bệnh nhân đang nhiễm trùng bây giờ dùng kháng sinh thì người ta cũng e ngại. Tuy nhiên các bạn cũng thể tương đối yên tâm bởi vì là cái máy đay mà do yếu tố nhiễm trùng ấy thì thường nó không phải máy đay dị ứng, nó máy đay theo cơ chế miễn dịch khác, không thông qua IgE. Chính vì thế mà cái việc sử dụng kháng sinh là tương đối là an toàn. Đấy, còn ví dụ như là với chế độ ăn chẳng hạn thì người bệnh máy đay bao giờ đi khám người ta hỏi em kiêng cái gì đấy. Đấy, thế thì các bạn cũng lưu ý là máy đay cấp thì dị ứng thức ăn thường nó gây ra cái máy đay cấp, ít khi nó liên quan tới máy đay mạn lắm. Đấy, ngoài ra thì một số cái chất chất phụ gia trong thức ăn, chất bảo quản phụ gia trong thức ăn thì nó có trong một số loại thức ăn này thì nó có thể gây ra cái nó là kích phát cái máy đay mạn tính, và chúng ta phải lưu ý là tránh các cái chế độ giảm, chế độ thức ăn là giảm cái giảm dị nguyên đó trong vòng 3, áp dụng trong 3 6 tháng để điều trị. Ví dụ có thức ăn trước đây người ta dùng được, từ khi người ta bị máy đay thì các cái thức ăn này trở nên không dùng được, do thường là do các cái giảm dị nguyên, do cái chất bảo quản nó kích ứng lên. Thế ngoài ra một số cái yếu tố khác mà chúng ta cũng cần phải tránh trong cái tiếp xúc với máy đay, trong cái điều trị xử trí máy đay. Đầu tiên là tránh sử dụng bia rượu. Chúng ta biết rồi, bia rượu thì nó rất là nhạy đối với máy đay. Đấy. Đây là một cái gần như mọi trường hợp máy đay cấp, máy đay mạn đều phải tránh tiếp xúc với bia rượu, tránh dùng bia rượu, cái đồ uống có cồn. Thứ hai là các thuốc chống viêm nông steroid. Thì chúng ta biết rồi, các thuốc chống viêm giảm đau nông steroid thì nó là một trong, nó có thể là yếu tố nguyên nhân nó gây ra dị ứng, nhưng nó cũng có thể là yếu tố kích phát không đặc hiệu đối với máy đay mạn. Có những người bệnh trước đây người ta vẫn dùng thuốc chống viêm giảm đau không steroid rất là bình thường. Tuy nhiên từ khi người ta bị máy đay mạn thì người ta cứ dùng thuốc này vào là người ta sẽ nổi triệu chứng nhiều. Thì nói chung đa số thì người ta khuyên là trong thời gian điều trị máy đay mạn thì nên tránh sử dụng thuốc chống viêm không steroid vì nó có thể kích phát triệu chứng. Ngoài ra tất cả các cái thuốc mà nghi ngờ gây dị ứng đều cần phải được loại bỏ hoặc là được thay thế bằng các thành viên khác mà không gây mất cảm chéo. Đây là một cái việc mà có lẽ là nó gần gũi hầu hết các bác sĩ trong lâm sàng chúng ta biết rồi. Ví dụ nếu người bệnh mà chúng ta nghi ngờ tai dị ứng với các loại thuốc bổ thôi chẳng, thì chúng ta có thể đơn thuần chúng ta bỏ các thuốc đó đi không sao. Nhưng nếu mà người bệnh mà bị nghi ngờ dị ứng với các thuốc chữa bệnh thì rõ ràng là việc
việc loại bỏ các thuốc này là gần như bất khả thi. Đấy, và chúng ta cần phải tìm các cái tác nhân không có mẫn cảm chéo để thay thế, làm sao cho phù hợp, không gây ra phản ứng dị ứng cho người bệnh. Đấy, tôi lấy một cái chưa đơn cử, một cái trường hợp mà chúng ta cũng lưu ý. Ví dụ như là khi các bạn đang dùng thuốc kháng giáp trạng trong trường hợp người bệnh bị cường giáp với Bazo chẳng hạn. Nếu bệnh nhân bị dị ứng với này, Kimazon chẳng hạn, với cái nhóm mà Capimazon chẳng hạn, thì hoàn toàn chúng ta có thể thay thế sang PTU hoặc là bị ngược lại. Đấy. Hay những trường hợp mà dị ứng với lại kháng sinh cephalosporin chẳng hạn. Thì thông thường nếu bệnh nhân dị ứng với kháng sinh cephalosporin chẳng hạn, thì nếu trong điều kiện cho phép thì tốt nhất chúng ta nên chuyển sang kháng sinh nhóm khác. Tuy nhiên trong một số trường hợp mà cái kháng sinh nhóm khác nó trong nguồn lực chúng ta không thể cung đủ trực, chúng ta chỉ có kháng sinh nhóm cephalosporin chẳng hạn, hoặc là các kháng sinh nhóm khác nó không thỏa mãn cái mà chúng ta có, không đáp ứng được cái phổ tác dụng chẳng hạn, thì chúng ta có thể vẫn được cân nhắc sử dụng lại kháng sinh cephalosporin. Thì khi đó là các bác sĩ sẽ rất là lúng túng và không dám sử dụng lại. Thế tuy nhiên các bạn cũng lưu ý rằng kháng sinh cephalosporin là một kháng sinh mà hầu hết cái việc các cái dị ứng của nó gây ra do các cái nhánh phụ, các nhánh bên, chứ không phải gây ra do các cái vòng beta lactam. Chính vì thế mà các cái kháng sinh dị ứng với cephalosporin chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cephalosporin khác, mà nếu với điều kiện là kháng sinh này nó không có cùng cái nhánh bên, cái chuỗi bên. Đấy, tôi ví dụ như ở đây các bạn có thể nhìn thấy một cái bảng gần như một cái ma trận, chúng ta có thể nhìn ví dụ như là kháng sinh cefoxitin này. Cefoxitin là một cái kháng sinh mà chúng ta hiện tại đang sử dụng khá là nhiều, cefoxitin hệ 2 chẳng hạn. Nếu người bệnh mà dị ứng với kháng sinh này chẳng hạn, thì chúng ta lưu ý là chỉ có hai cái kháng sinh mà có cái chuỗi bên tương tự hoặc giống, hoặc là hoàn toàn giống hoặc là tương tự với lại cefoxitin, đó là cefalotin và cefalosin. Thì chúng ta chỉ cần tránh những cái kháng sinh này thôi. Đấy, thì đây là kháng sinh mà tương đối ít mẫn cảm chéo. Hay là ví dụ bệnh nhân dị ứng với lại cefixim chẳng hạn, thì chúng ta phải tránh sử dụng ceftaroline hoặc là ceftolozan chẳng hạn. Đấy, vân vân. Thì chúng ta có thể dựa vào cái bảng này để chúng ta lựa chọn những cái kháng sinh trong những cái trường hợp mà nó dị ứng cephalosporin. Tức có nghĩa là gì? Cephalosporin là cái nhóm kháng sinh nó không giống kháng sinh khác. Đó là một nhóm kháng sinh mà cho dù có dị ứng với một dẫn xuất trong nhóm vẫn có thể sử dụng được các dẫn xuất khác. Đấy, miễn là nó không cùng cái nhánh bên. Bởi vì là cái nghiên cứu gần đây cho thấy là dị ứng đối với cái vòng beta lactam là rất hiếm, đa số là dị ứng với cái nhánh bên thôi. Và tuy nhiên thì trái với cái nhóm beta lactam này, cái nhóm cephalosporin này, thì dị ứng với các kháng sinh khác thì có cái nhóm kháng sinh khác thường nó có tính mẫn cảm chéo rất là cao giữa các thành viên trong cùng nhóm, ví dụ như nhóm pirazolam chẳng hạn, hay là nhóm macrolide chẳng hạn, dị ứng rất là cao, cho nên đã dị ứng với một thành viên trong nhóm thường là không dùng được các thành viên khác, các dẫn xuất khác trong nhóm. Như cephalosporin thì là một cái ví dụ khác, một cái trường hợp khác. Trong trường hợp mà chúng ta không thể nào chúng ta loại bỏ được các tác nhân gây bệnh, hoặc là cũng như chúng ta không thể tìm được các nhân thay thế phù hợp, tôi lấy ví dụ như là bệnh nhân dị ứng với lại vaccine chống vaccine dại nhá, hoặc là huyết thanh kháng dại nhá, hoặc là vaccine uốn ván hoặc huyết thanh chống uốn ván nhỉ? Huyết thanh chống uốn ván thì chúng ta hoàn toàn chúng ta phải tiến hành một cái việc là đó là chúng ta giảm mẫn cảm đặc hiệu trong trường hợp chúng ta không thể tìm những tác nhân thay thế cho nó phù hợp. Đấy. Hoặc là ví dụ trường hợp mà dị ứng insulin chẳng hạn, thì rõ ràng chúng ta không tìm được cái gì nó thay thế cả, chúng ta phải cân nhắc cái việc điều trị giảm mẫn cảm đặc hiệu cho người bệnh. Thì giảm mẫn cảm đặc hiệu thì nói chung là chúng ta để dễ hiểu thì đây là một cái tình trạng mà một cái phương pháp điều trị mà chúng ta đưa một cái lượng thuốc lớn dần tăng dần vào trong cơ thể người bệnh để cho nó chuyển cái từ tình trạng mẫn cảm, tình trạng miễn dịch sang tình trạng dung nạp với thuốc. Và chúng ta tăng dần từ liều rất thấp cho tới liều điều trị, và cái hiệu quả của giảm mẫn cảm nó chỉ duy trì trong thời gian chúng ta còn dùng thuốc. Chỉ sau một thời gian khi chúng ta dừng thuốc thì cái tính mẫn cảm nó sẽ mất và người bệnh sẽ bị dị ứng trở lại. Thế còn bên cạnh các biện pháp điều trị đặc hiệu thì chúng ta phải quan tâm đến các thuốc điều trị, cái gọi điều trị triệu chứng. Có một số cái nhóm thuốc được sử dụng trong điều trị mày đây, như là đầu tiên là adrenaline hay epinephrine, đây là cái nhóm thuốc được chỉ định trong mày đây cấp và thể nặng hoặc có phối hợp với phù mạch, phù quy đường hô hấp đấy, hoặc có trụy tim mạch. Đây là trường hợp mày đây cấp nặng chúng ta cần xem xét sử dụng adrenaline.
liều dùng thì cũng giống như trong điều trị phản vệ cấp thôi, tức là 0.3-5mg tiêm bắp nhắc lại sau 15-20 phút hoặc tập ngắn hơn nếu mà cần. Và nếu mà không đáp ứng thì chúng ta sẽ tiêm tĩnh mạch 3-5ml dịch pha loãng 1/10.000 tiêm tĩnh mạch. Nhóm thứ hai chúng ta cũng thường thường sử dụng trong điều trị máy đa cấp đó là corticosteroid đường toàn thân. Thì nó thường như nói trên, nó thường được trong điều trị máy đa cấp nặng mà không đáp ứng kháng H1 đơn thuần hoặc là trong trường hợp mà có phản vệ. Liều lượng cách dùng thì thông thường người ta sẽ sử dụng prednisolone hoặc là methylprednisolone với liều là uống hoặc là tiêm truyền là 40-60mg của người lớn hoặc là 1mg cho cân nặng của trẻ em trong thời gian khoảng 5-7 ngày. Lưu ý đặc biệt là trong máy đay mạn thì tránh sử dụng corticoid đường toàn thân do nó rất nhiều tác dụng phụ và đặc biệt là nó gây lệ thuộc thuốc, tức là chúng ta đã dùng rồi thì chúng ta không thể cắt được thuốc. Và trong trường hợp máy đay mạn chúng ta chỉ dùng trong máy đay mạn khi mà không thể có cái lựa chọn nào khác, cái nguồn lực chúng ta không cho phép có cái lựa chọn khác. Đấy. Cho phép lựa chọn khác thì chúng ta phải sử dụng ví dụ như là cái khu vực không mua thuốc gì khác hoặc bệnh nhân không có đủ lượng kinh tế để mua những thuốc đắt tiền hơn thì chúng ta phải sử dụng corticoid. Thế và phải dùng kéo dài ngày thì chúng ta nên sử dụng các cách ngày thôi. Và liều khởi đầu là prednisolone 1/15-20mg được uống, sau đó giảm dần 2.5-5mg mỗi 3 tuần và cắt khoảng 4-5 tháng. Một cái thuốc kia chủ đạo trong điều trị máy đay đó là thuốc kháng histamine H1. Chúng ta có hai cái nhóm kháng histamine H1, đó là nhóm kháng histamine thế hệ 1. Từ nhóm này nó qua được hạ dòng máu não, nó gây ra an thần, gây buồn ngủ. Và kháng histamine một thế hệ 2, tức là cái nhóm mà ít hoặc là không gây tác dụng an thần, không gây buồn ngủ, nó ít qua được hàn rào máu não. Ví dụ thường sử dụng ví dụ như là isoflurane tức là tenfast hoặc là cetirizine hoặc là nesquartadine tức là Aerius hoặc là cizan tức là levocetirizine hoặc loratadine tức là claritine đấy. Đây là cái dưỡng thức thường sử dụng nhất. Đây là cái bảng liều lượng và cách dùng của các cái thuốc kháng histamine, các bạn có thể tham khảo qua theo lứa tuổi đấy. Kháng histamine H1 đây là lựa chọn đầu tiên trong điều trị máy đay, bao gồm tất cả các máy đay cấp tính và mạn tính. Đấy, bởi vì tại sao? Bởi vì căn cứ đưa ra đó là do là rất nhiều triệu chứng của máy đay chủ yếu gây ra do histamine. Mặc dù các cái mediator khác cũng đóng vai trò nhưng histamine đóng vai trò chủ yếu. Rồi các cái thụ thể histamine nó tập trung nhiều ở nội mạc mạch máu, ở đầu dây thần kinh cảm giác, và việc histamine tác động vào các cái thụ thể này sẽ gây ra hai cái triệu chứng cơ bản nhất của máy đay, đó là giãn mạch gây ra phù mạch, gây ra phù nề. Và tác động thần kinh cảm giác thì gây ra cảm giác ngứa. Ngoài ra nồng độ histamine ở bệnh nhân ở da của bệnh nhân mày đay là cao hơn nhiều lần so với người khỏe mạnh. Và thuốc kháng histamine H1 thì nó giúp ổn định các cái tụ thể H1 trong cái trạng thái bất hoạt. Ngoài ra thì một số thuốc còn có tác dụng chống viêm, do đó mà nó đối kháng được cái tác dụng của histamine trên tụ thể H1 này. Một cái câu hỏi luôn được đặt ra đó về khi sử dụng histamine H1 trong điều trị mày đay mạn. Trong điều trị mày đay cấp thì nó dùng ngắn ngày, chúng ta không quan tâm. Không có vấn đề lớn, nhưng trong máy đay mạn thì cái câu hỏi đặt ra đó là máy đay đó là kháng histamine H1 nên được sử dụng thường xuyên hay là sử dụng khi cần thôi. Thì trong hầu hết các hướng dẫn điều trị máy đay hiện hành hiện nay, tức là hướng dẫn của Hội Dị ứng Miễn Dịch Lâm Sàng Châu Âu và Tổ chức Dị ứng Thế Giới cũng như là của Hội Dị ứng Miễn Dịch Lâm Sàng Mỹ thì kháng H1 thế hệ 2 luôn là cái lựa chọn hàng đầu được sử dụng thường xuyên, tức là không phải chờ nó xuất hiện mới dùng mà dùng thường xuyên. Và kháng H1 thế hệ 2 hiện nay là nó thế hệ 1 thì hiện tại không còn được khuyến cáo sử dụng thường xuyên ở người bệnh máy đay nữa. Và trước đây thì do chưa có thế hệ 2 thì chúng ta khuyến cáo sử dụng thế hệ 1, tuy nhiên hiện nay thế hệ 1 không được sử dụng do chúng ta biết rồi, các thuốc này nó gây ngầy ngật buồn ngủ, ngay cả khi mình dùng từ tối hôm trước thì đến sáng sau nó vẫn còn tác dụng phụ gây ngầy ngật buồn ngủ và ảnh hưởng đến khả năng lái xe, tập trung trong công việc. Do hiện tại nó không được khuyến cáo sử dụng kéo dài nữa. Thế thì một trong những câu hỏi tiếp theo mà được sử dụng quan tâm khi sự lựa chọn kháng H1 trong điều trị máy đay đó là người ta quan tâm việc vậy thì trong vô vàn cái kháng H1 đó thì cái nào là tốt, cái nào tốt nhất thì luôn luôn là câu hỏi các bác sĩ tự đặt ra. Thế cho đến nay thì thực tế là các cái bằng chứng về so sánh đối đầu giữa các thuốc kháng histamine thì thường nó không có nhiều. Thế tôi chỉ xin dẫn xuất ra đây một cái nghiên cứu theo đó các tác giả so sánh hiệu quả so sánh cả in vivo, in vitro một cái hiệu quả của ba cái thuốc kháng histamine H1 phổ biến nhất hiện nay được so sánh ở liều cấp phép đó là desloratadine 5mg tức là Aerius đấy, fexofenadine tức là tenfast 120mg và levocetirizine 5mg
Thế thì so sánh 3 kháng histamine thì người ta nhận thấy rằng là ở thời điểm 4 tiếng sau 4 giờ sử dụng thuốc thì cái tỷ lệ mà nắm giữ chiếm giữ thụ thể là gần như tương đương giữa ba thuốc. Tuy nhiên là khả năng ức chế thụ thể cũng như ức chế cái sẩn ngứa cũng như sẩn ban đỏ của fexofenadine và levocetirizine là đạt tới 83-100%, cao hơn rất nhiều lần so với lại của desloratadine. Tuy nhiên sau 24 tiếng thì tác dụng của fexofenadine là giảm xuống rõ rệt và còn kém hơn so với desloratadine. Tuy nhiên tác dụng của levocetirizine thì vẫn duy trì được gần như ban đầu. Như vậy là từ những kết quả thì cho rằng là cái hiệu quả mà trong điều trị máy tay thì có vẻ như là levocetirizine là hiệu quả mạnh nhất, sớm nhất và cũng là duy trì được kéo dài nhất. Trong khi đó tác dụng của fexofenadine thì xuất hiện nhanh, tuy nhiên là không kéo dài và do đó người ta khuyến cáo sử dụng fexofenadine 2 lần một ngày. Thế và với cái liều mà kháng nguyên H1 mà liều được cấp phép thì người ta nhận thấy có tới 50-80% bệnh nhân là vẫn không có đáp ứng. Vậy thì cái giải pháp tiếp theo để sử dụng là gì? Thì theo hướng dẫn của Hội dị ứng miễn dịch cộng sản châu Âu và Tổ chức dị ứng thế giới thì cái bước lựa chọn thứ hai đó là người ta sẽ tăng liều kháng nguyên H1 lên gấp tối đa gấp 4 lần. Trong khi đó theo Hội dị ứng miễn dịch cộng sản của Mỹ thì tăng liều kháng nguyên H1 cũng là lựa chọn đầu tiên. Thế thì ở bước 2 này, ngoài ra có một số lựa chọn khác ví dụ là phối hợp thêm một cái thuốc kháng H1 khác hoặc là phối hợp với thuốc kháng H2 hoặc là phối hợp thuốc kháng leukotriene hoặc là phối hợp thêm thuốc kháng H1 thế hệ 1 trước khi đi ngủ. Đó. Như vậy là trong cả hai hướng dẫn chính hiện nay thì cái việc tăng liều kháng H1 thế hệ 2 lên gấp 4 lần luôn vẫn là cái lựa chọn hàng đầu trong cái bước 2 này. Nếu như bước 1 tức là cái liều cấp phép mà không hiệu quả. Đấy, thì cái lựa chọn hàng đầu vẫn là tăng liều gấp 4 lần. Vậy thì cái cơ sở thì đưa ra cái việc tăng liều gấp 4 lần đó là hàng loạt các nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả của cái việc tăng liều này. Trong một cái nghiên cứu trên 178 bệnh nhân mày tay mạn mà không được sử dụng, đầu tiên là khởi đầu với cái liều được cấp phép của kháng H1 thế hệ 2 thì người ta thấy là có tới gần 80% tới 78% bệnh nhân là không có đáp ứng và phải sử dụng cái việc tăng liều này. Và trong số 78% tức 138 bệnh nhân được tăng liều này thì có 23% là có đáp ứng thêm với cái việc tăng liều này. Đấy, tức là có thêm tới 23% bệnh nhân được tăng liều. Đấy, rồi có đáp ứng. Như vậy là rõ ràng là cái việc tăng liều này đem lại cái hiệu quả còn lớn hơn so với lại cái liều ban đầu. Đấy. Và đây là cũng như rất nhiều các nghiên cứu khác làm bằng chứng cho cái việc đưa cơ sở cho việc tăng cái liều kháng histamine H1 thế hệ 2 lên gấp 4 lần, tối đa gấp 4 lần. Một cái lựa chọn tiếp theo đó là thuốc kháng leukotriene. Kháng leukotriene ví dụ như gafenlucat và montelukast thì rất nhiều một số các nghiên cứu mặc dù là cái mức độ bằng chứng nó không được mạnh mẽ, tuy nhiên là người ta thấy rằng montelukast và gafenlucat hiệu quả hơn giải dược khi mà phối hợp với thuốc kháng histamine H1 giúp làm tăng hiệu quả của, trong trường hợp mà không đáp ứng kháng H1 đơn thuần. Tuy nhiên trường hợp mà đã đáp ứng với kháng H1 đơn thuần rồi thì không có chỉ định sử dụng kháng leukotriene. Và nói chung là cái mức độ mà hiệu quả, cái mức độ bằng chứng của kháng leukotriene là hơi thấp hơn so với việc tăng liều kháng H1 lên gấp 4 lần. Một cái lựa chọn tiếp theo trong cái bước 2 này đó là phối hợp thêm thuốc kháng histamine H2. Thế thì cũng giống như kháng leukotriene thì kháng histamine H2 cũng được cân nhắc lựa chọn phối hợp với kháng H1 trong trường hợp không đáp ứng với kháng H1 đơn thuần. Thế tuy nhiên là cái mức độ bằng chứng cũng giống như kháng leukotriene không được rõ rệt. Và do đó mà kháng H2 thì cũng chỉ được khuyến cáo sử dụng phối hợp với kháng H1 trong trường hợp mà không đáp ứng với kháng H1 và kèm theo bệnh nhân có các triệu chứng của dạ dày. Ví dụ như là có trào ngược dạ dày hoặc có viêm loét dạ dày, do dùng corticoid toàn thân. Trong trường hợp mà nếu sau 2 đến 4 tuần mà chúng ta dùng kháng H1 thế hệ 2 tăng gấp 4 lần rồi hoặc là chúng ta phối hợp với kháng leukotriene hoặc kháng H2 mà vẫn không đáp ứng sau 2-4 tuần thì chúng ta cân nhắc chuyển sang bước 3 theo hướng dẫn của Hội dị ứng miễn dịch cộng sản châu Âu, đó là chúng ta phối hợp thêm với omalizumab, tức là cái kháng thể đơn dòng. Đây là một kháng thể đơn dòng tái tổ hợp lai giữa người và chuột được tích IgG1, nó kháng lại đặc hiệu kháng lại IgE. Cái kháng thể này nó gắn đặc hiệu với lại IgE tự do và do nó ức chế và gắn IgE trên cụ thể ái lực cao của IgE trên bề mặt tế bào mast và basophil, cũng như nó điều hòa giảm cái trình diện của các thụ thể trên bề mặt tế bào mast basophil, từ đó mà nó giảm cái sự phân hủy tế bào mast. Thế thì
Chúng ta biết là omalizumab thì khởi đầu được, đây là một trong hai thẻ đơn dòng đầu tiên được phát minh và được cấp phép trong điều trị, và khởi đầu nó được cấp phép trong điều trị máy đại điều trị hen phế quản dị ứng mà không đáp ứng với các thuốc điều trị thông thường. Tuy nhiên là cái liều sử dụng trong hệ hen là căn cứ nó dựa vào cái nồng độ IgE toàn phần. Nhưng riêng đối với máy đay thì omalizumab lại được cấp và được chỉ định là theo liều phẳng, và để mà sử dụng được tìm được cái liều mà tối ưu trong điều trị máy đay mạn thì người ta tiến hành một cái nghiên cứu đối chứng đã có giả dược trên hơn 300 người bệnh máy đay mạn mà không đáp ứng với kháng histamine. Người ta sử dụng các cái liều đơn omalizumab 75mg, 300mg hoặc 600mg và đánh giá lại cái điểm hoạt động của máy đay sau 4 tuần. Thì kết quả cho thấy là sau 4 tuần thì cái điểm UAS 7, tức là điểm hoạt động máy đay đấy, giảm rõ rệt nhất là ở nhóm sử dụng liều 300mg và giảm có ý nghĩa thống kê ở nhóm sử dụng liều 600mg. Trong khi đó ở nhóm sử dụng liều 75mg và dùng giả dược không thay đổi, không có ý nghĩa thống kê. Tương tự thì cái điểm ngứa, điểm sẩn và điểm ngứa cũng giảm có ý nghĩa thống kê ở nhóm sử dụng liều 300mg, và trong khi đó thì cái điểm sẩn thì giảm có ý nghĩa thống kê ở nhóm sử dụng liều 600mg. Và với kết quả của một số các nghiên cứu này thì người ta hiện nay thì omalizumab được cấp phép với liều 300mg mỗi 4 tuần trong điều trị máy đay mạn. Trong một số trường hợp nếu sau 6 tháng sử dụng omalizumab mà không đáp ứng và không triệu chứng vẫn xuất hiện mà mức độ không thể dung nạp được thì người ta sẽ chuyển sang bước 4, đó là phối hợp với cyclosporin, đây là một cái chất ức chế calcineurin. Đây là thuốc chế miễn dịch mà được nghiên cứu nhiều nhất trong điều trị máy đay mạn. Cái thuốc này ngoài ra cái hiệu quả trực tiếp trên giải phóng của các mediator tế bào mast thì nó cũng làm giảm các phản ứng viêm trong máy đay miễn dịch. Tuy nhiên thì cái cản trở lớn nhất trong điều trị trong việc sử dụng cyclosporin, đây là thuốc rất là tốt, hầu hết là nó sẽ hiệu quả đối với trường hợp mà kháng omalizumab. Tuy nhiên là cản trở lớn nhất đó là tác dụng phụ, tỷ lệ tác dụng phụ cao. Thế và đòi hỏi phải theo dõi định kỳ công thức máu chức năng thận trong quá trình điều trị. Một cái nghiên cứu trên 120 bệnh nhân máy đay mạn mà kháng với các điều trị khác được sử dụng cyclosporin với liều 3mg trên kg cân nặng trong một ngày thì người ta thấy rằng là trong 120 bệnh nhân này có tới 1/6 số bệnh nhân, tức là có tới 20 bệnh nhân đã phải ngừng cyclosporin trong vòng 2 đến 15 ngày ngay sau khi điều trị do tác dụng phụ. Đấy. Và trong số 100 bệnh nhân còn lại thì có 62% bệnh nhân là có đáp ứng với thuốc. 62% là đáp ứng ngay trong vòng 3 tháng đầu tiên của điều trị, và một số khác thì đáp ứng trong vòng nhiều năm sau đó. Và chỉ có 18% là thất bại với điều trị cyclosporin thôi. Như vậy chúng ta thấy là tổng kết lại cyclosporin là một cái thuốc mà hiệu quả tương đối là tốt trong điều trị máy đay mạn, tuy nhiên là tỷ lệ tác dụng phụ cao. Ta cũng biết nó gây suy thận, gây ra mạng rậm lông, phì đại cái lợi, vân vân, rất nhiều cái tăng huyết áp. Ngoài ra một số thuốc khác cũng được khuyến cáo có thể thử nghiệm trong điều trị máy đay mạn với trường hợp nó kháng không đáp ứng với điều trị khác, ví dụ như cyproheptadine là một cái thuốc kháng serotonin và prolactin. Thuốc này thường là dùng trong điều trị máy đay mạn do lạnh đấy. Đấy, và cái thuốc này cũng là các bạn cũng biết là mà có con mà thử mà biến ăn ấy, thì đây là một cái thuốc rất là tốt khi thích ăn. Hay là ketotifen là một thuốc có tác dụng bảo vệ mạng tế bào mast thường dùng cho điều trị máy đay mạn, sử dụng như chế miễn dịch khác như azathioprine và selsemicofenac và tacrolimus cũng được ở Mỹ cũng được cấp phép cho điều trị máy đay mạn. Hay là một cái thuốc mà cũng tác dụng rất mạnh cho điều trị máy đay mạn đó là naproxen, tức là một thuốc điều trị phong ấy. Đây là một cái thuốc mà có thể kháng cả H1 lẫn H2, có hiệu quả rất tốt trong điều trị máy đay mạn. Tuy nhiên nó cũng một cái nhược điểm cản trở lớn nhất đó là tác dụng phụ nó rất là nhiều. Ngoài ra một số tác nhân khác cũng có thể được nghiên cứu và thử nghiệm rồi, ví dụ là sulfasalazine, hydroxychloroquine, colchicine hoặc là thay huyết tương của IVIG, mà ít bằng chứng thôi. Về điều trị máy đay ở một số đối nhóm đối tượng đặc biệt, điều trị máy đay ở trẻ em thì trẻ em thì nói chung là đa số là gặp máy đay cấp, máy đay mạn trẻ em thì hiếm gặp hơn. Và trẻ em thì thường nó nhạy cảm với tác dụng an thần của kháng H1 thế hệ 1 hơn người lớn. Do đó mà chúng ta cũng hạn chế sử dụng kháng H1 thế hệ 1 ở trẻ em. Nhất là một số trường hợp chúng ta biết là có một số cái báo cáo về trường hợp đột tử. Gặp đột tử liên quan đến sử dụng prometazine, tức là một cái thuốc kháng H1 thế hệ 1 rất là cổ điển. Các thuốc kháng H1 thế hệ 1, thế hệ 2 là thuốc hàng đầu được khuyến cáo trong điều trị máy đay mạn ở trẻ em.
Tuy nhiên cần lưu ý là ở trẻ em chúng ta lưu ý sử dụng thuốc theo cân nặng. Đấy, và theo nhóm tuổi trẻ. Đấy. Cái đó thì sẽ trình bày ở phần sau. Đấy, và chỉ dùng những thuốc mà đã được chứng minh được hiệu quả cũng như tính an toàn của trẻ em thôi. Theo cái hướng dẫn điều trị của Hội Nhi khoa Italia thì cái điều trị ở máy đay ở trẻ em, máy đay mạng của trẻ em nó sẽ có 3 cái bậc. Bậc 1 đó là bậc sử dụng kháng H1 thế hệ 2 ở liều thông thường giống như ở người lớn ấy. Nếu sau 2 đến 4 tuần mà không kiểm soát được triệu chứng thì sẽ chuyển sang bước 2. Bước 2 thì với trẻ em dưới 12 tuổi thì chúng ta sẽ tăng liều kháng H1 lên gấp 4 lần theo liều chuẩn theo tuổi. Còn với trẻ em trên 12 tuổi chúng ta phối hợp thêm omalizumab. Nhưng tại sao dưới 12 tuổi chúng ta lại phối hợp tăng liều mà chúng ta không dùng omalizumab sớm? Bởi vì là omalizumab là được cấp phép ở trẻ em trong điều trị máy đay mạng, được cấp phép trẻ em trên 12 tuổi thôi. Mới đây thì nó là cấp phép trong hen ở trẻ em dưới 6 tuổi, nhưng mà máy đay nó được cấp phép trên 12 tuổi thôi. Trong hen được cấp phép trẻ em dưới 6 tuổi rồi. Và nếu như mà sau 6 tuần mà không kiểm soát được triệu chứng thì chúng ta sẽ chuyển sang bước 3. Bước 3 đó là gì? Nếu mà trẻ em dưới 12 tuổi, tức là chúng ta tăng liều H1 với 4 lần mà không hiệu quả sau 6 tuần thì chúng ta có thể lựa chọn thêm nó kháng thì phối hợp thêm kháng leukotriene, hoặc là sử dụng thêm omalizumab với trẻ trên 6 tuổi, hoặc là chúng ta phối hợp thêm cyclosporine A theo cân nặng. Với trẻ em trên 12 tuổi, tức là nếu chúng ta phối hợp thêm omalizumab mà thất bại thì chúng ta có thể cân nhắc là phối hợp, nếu là chúng ta tăng liều kháng H1 lên gấp 4 lần hoặc hơn, hoặc chúng ta phối hợp thêm kháng leukotriene, hoặc là chúng ta phối hợp thêm cyclosporine A. Đây là cái bảng. Còn đây là cái bảng mà liều H1 được kháng H1 được cấp phép ở trẻ em. Thì chúng ta cũng lưu ý là với trẻ em mà trên 12 tuổi thì hầu như tất cả các thuốc đều đã được cấp phép rồi. Thế còn với trẻ em mà dưới 1 tuổi, từ 6 tháng 1 tuổi đến 1 tuổi thì chỉ có 3 cái dẫn xuất được cấp phép, đó là cetirizine, desloratadine và levocetirizine, là 3 cái thuốc mà được cấp phép ở trẻ em dưới 1 tuổi. Còn cái cấp phép ở trẻ em từ 2 đến 11 tuổi là tương đối giống nhau. Cái nhóm đối tượng đặc biệt thứ hai là nhóm ở phụ nữ có thai. Thì nói chung là người ta khuyên là hạn chế sử dụng kháng H1 trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Mặc dù là vẫn chưa ghi nhận bất cứ trường bất thường thai nào liên quan đến kháng H1 thế hệ 2 ở trong thời kỳ mang thai. Tuy nhiên là cũng chưa có đủ bằng chứng về tính an toàn của nó. Ngoài ra một số cái thuốc mà cho này cái thuốc mà tương đối có đủ bằng chứng về tính an toàn mà tương đối có dùng lâu rồi thì đó là clofenyramine, ưu tiên dùng clofenyramine. Đây là thuốc H1 thế hệ 1. Tuy nhiên là dùng rất lâu rồi và có đầy đủ bằng chứng về tính an toàn, tuy nhiên nó gây buồn ngủ cho nó hạn chế dùng thôi. Loratadine, cetirizine, desloratadine và levocetirizine là những thuốc mà đầy đủ bằng chứng để tương đối đầy đủ về tính an toàn và nên khuyến cáo sử dụng ở phụ nữ có thai. Cyclosporina thì nên hạn chế sử dụng vì nó có thể gây ra các bất thường thai trong phát triển thai trong bụng hoặc gây đẻ non. Nếu phụ nữ cho con bú thì nói chung tất cả các dạng H1 thế hệ 1 thì đều được bài tiết trong sữa với nồng độ rất là thấp thôi. Và cũng khuyến cáo sử dụng các thuốc kháng H1 thế hệ 2. Và trong đó thì hai cái dẫn xuất được khuyến cáo sử dụng nhiều nhất và có nhiều bằng chứng nhất đó là cetirizine và loratadine, hai cái thuốc mà an toàn nhất đối với phụ nữ cho con bú. Thì trên đây là cái bài trình bày của tôi. Thì cũng rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi.